5 sai lầm của mẹ khi sử dụng xe đẩy cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Sử dụng xe đẩy cho bé trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Trong khi đó, rất nhiều cha mẹ đang mắc phải 5 sai lầm trầm trọng dưới đây. 1. Cho bé ngồi xe đẩy trong thời gian quá lâu. Theo những nghiên cứu của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho bé cho biết, trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi, các mẹ không nên cho bé ngồi quá 2 đến 3 tiếng trên xe. Bởi giai đoạn này, các bộ phận trên cơ thể của bé đều rất non nớt và đang trong thời kỳ phát triển hoàn thiện mạnh mẽ. Những nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng, một đứa trẻ thông minh phát triển toàn diện hơn khi trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi được mẹ ôm vào lòng bàn tay với những cử chỉ âu yếm hơn là những đứa bé nằm trong nôi hay trên xe đẩy nhiều. Chính vì vậy, các mẹ hết sức lưu ý nhé. Trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi, mẹ nên hạn chế cho bé ngồi xe đẩy quá lâu. Chỉ nên đặt bé trên xe đẩy khoảng 2 đến 3 tiếng là hợp lý. 2. Hạn chế cho bé ra ngoài đi dạo. Rất nhiều mẹ có quan niệm sai lầm, đó là cho bé ngồi xe đẩy và đẩy đi dạo để bé khám phá thế giới bên ngoài. Thế nhưng, nếu như trong một thời gian quá dài với tần suất liên tục, thì việc làm đó hoàn toàn không tốt và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Bạn có biết, trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi, sức đề kháng của trẻ thường rất non yếu. Chính vì vậy, bạn không nên thường xuyên đưa bé ra ngoài. Nếu cho bé đi dạo, cũng chỉ nên trong thời gian khoảng 1 tiếng là cùng mẹ nhé. Nên hạn chế đưa bé đến những nơi có nhiều hóa chất, mùi lạ, mùi nước hoa, mùi khói thuốc. Khi đến nơi công cộng, bạn hãy cảnh giác những dấu hiệu của thuốc trừ sâu như các bãi cỏ mới còn xanh tươi và cây xanh có xịt thuốc diệt côn trùng. Nếu như bé tiếp xúc lâu, sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của bé. 3. Thường xuyên cho bé ngủ trên xe đẩy. Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi, bạn nên hạn chế thời gian cho bé ngủ trên xe đẩy. Một chiếc xe đẩy có chất lượng tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bằng một chiếc giường ngủ được. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để đảm bảo cho giấc ngủ của bé được sâu và thoải mái nhất, mẹ nên đặt bé trên một chiếc giường thoải mái, kéo rèm và bật đèn ngủ và chuẩn bị những bản nhạc êm ái. Như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển não bộ của bé. 4. Không chụp mảnh xe khi đi ra ngoài. Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi, mắt bé sơ sinh không thể nhìn thấy hết được tất cả mọi vật xung quanh. Bé chỉ có thể nhìn rõ được các vật có khoảng cách từ 40cm mà thôi. Chính vì vậy, mẹ nên chọn những chiếc xe đẩy có mảnh chụp rộng, có thể bao trùm được hết khoang xe, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt bé. Và nên chọn những chiếc xe đẩy em bé có màn chụp cửa sổ bằng lưới thoáng khí để đảm bảo vẫn có không khí lưu thông trong khoang mà mẹ cũng có thể quan sát kể cả khi thời tiết râm mát. Rất nhiều mẹ mắc các lỗi sai khi nghĩ rằng trời râm mát, thời tiết mát mẻ nên không cần thiết phải chụp màn che cho bé. Đó là một quan điểm rất sai lầm. 5. Lựa chọn xe đẩy không phù hợp cho bé trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi. Từ 6 tháng tuổi trở lên, mẹ có thể chọn những dòng xe đẩy linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của mẹ. Thế nhưng, trong giai đoạn bé từ 0 đến 6 tháng tuổi, một chiếc xe đẩy mà sử dụng cho bé nhất thiết phải đáp ứng được những yêu cầu sau. Xe đẩy có thể điều chỉnh được 3 tư thế, nằm, ngả, ngồi. Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi, bé sẽ sử dụng chế độ nằm là chủ yếu. Trên 6 tháng tuổi sẽ sử dụng tư thế ngả và ngồi. Vì vậy, mẹ nên lựa chọn những chiếc xe đẩy có thể đẩy được 2 chiều để mẹ có thể hướng vào mặt bé, trò chuyện cùng bé, vui đùa với bé. Như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Trên đây là 5 sai lầm mà các mẹ thường hay mắc phải khi sử dụng xe đẩy cho bé trong giai đoạn con từ 0 đến 6 tháng tuổi. Trong giai đoạn này, cơ thể của bé rất non nớt. Chỉ với những động tác tiêu cực rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé sau này. Các mẹ nên chú ý nhé! Cảm ơn bạn đã xem kênh Vui Khỏe Mỗi Ngày được bảo trợ bởi nhãn hàng Bột Tắm Chem Nhân Hưng. Bột Tắm Chem Nhân Hưng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, sạch da, giúp điều trị các bệnh tràn sữa, viêm da cơ địa, hằn tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhé!